Tiếp tục chương trình là tin tức mới nhất tại Hậu Giang. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thông tin nhanh. Tại huyện Châu Thành đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông ở dạ cầu Cái Côn, sông Cái Côn, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm. Chiều dài sạt lở là 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất là 15m, diện tích mất đất là 525m2. Vụ sạt lở kinh hoàng này đã làm sập 5 căn nhà xuống sông, ước tổng thiệt hại là 1,294 tỷ đồng, trong đó đất là 145 triệu đồng, nhà và công trình là hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, chiều ngày 3 tháng 7, hộ Trung Thị Cẩm Thoa sập một căn nhà sàn, vách tôn, mái tôn 8,4 x 5,4m, một căn nhà vách tường, mái tôn 18,5 x 9m và một kè bê tông cốt thép dài 23m, ước thiệt hại 435 triệu đồng. Hộ Nguyễn Thị Tuyết Trinh sụp một căn nhà vách tường mái tôn 3,9 x 9m, ước thiệt hại 70 triệu đồng. Hộ Lê Thanh Ngàn sụp một căn nhà vách tường mái tôn 5,5 x 16m và một căn nhà vách tường mái tôn 6 x 16m, ước thiệt hại 644 triệu đồng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 16 điểm sạt lở, tổng chiều dài 425 m, diện tích mất đất 2.654 m2. Ước tổng thiệt hại 2.029 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ năm 2021 là 7 điểm.